Chào mừng các bạn đã đến với Đường Tới Euro, một chương trình được lên sóng hàng ngày trên kênh MyTV Football, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin của các đội tuyển trong hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè này. Trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với đội tuyển Pháp đương kim á quân thế giới vào thời điểm này. Rõ ràng thành tích ở hai giải đấu lớn gần nhất lại càng khiến tham vọng của đoàn quân huấn luyện viên Didier Deschamps tại kỳ Euro lần này trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đỉnh châu Âu tại Đức mùa hè này chắc chắn sẽ là mục tiêu của những chú gà trống gồ loa. Bây giờ hãy cùng tôi nhìn lại hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu của đội tuyển Pháp nhé. Thất bại cay đắng trong trận chung kết World Cup 2022 là một nỗi đau khá lớn cho đội tuyển Pháp khi họ không thể bảo vệ được ngôi vương trên đất Qatar. Họ quyết tâm tìm lại vị thế vốn có của mình, bước đầu là tại chiến dịch vòng loại Euro 2024 với sự vượt trội về mặt lực lượng lẫn trình độ. Le Bleu đã cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại tại bảng đấu và dễ dàng có được tấm vé đến Đức hè 2024. Sau khi thất bại đầy cay đắng trong trận chung kết World Cup 2022, Pháp đã buộc phải rũ bỏ nỗi buồn để tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn vòng loại Euro 2024. Có thể nói, Pháp luôn là đội tuyển mạnh hàng đầu của bóng đá thế giới trong suốt nhiều năm qua. Thế nên, việc thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bước vào chiến dịch vòng loại với tâm thế tự tin là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bước vào một bảng đấu có sự có mặt của đội tuyển Hà Lan, thế nhưng đương nhiên, những chú gà trống thành gồ loa sẽ được đánh giá cao nhất. Với những đối thủ còn lại, Pháp đơn giản là vượt trội về mọi mặt và khó có thể có bất ngờ xảy ra. Trận đấu mở màn hành trình vòng loại của đội tuyển Pháp diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Khi họ hủy diệt đội tuyển Hà Lan của huấn luyện viên Ronald Koeman với tỷ số 4 bàn không gỡ ngay tại Stade de France, trong đó có cú đúp của Kylian Mbappe. Chỉ 3 ngày sau đó, với sự tự tin được đẩy lên cao, họ tiếp tục giành được chiến thắng trước Ireland khi phải hành quân sàn nhà. Bước sang giai đoạn tập trung tháng 6, đội tuyển quốc gia hình lục lăng vẫn thể hiện một phong độ đáng nể với 2 chiến thắng dễ dàng trước Gibraltar với tỷ số 3-0 và chiến thắng tối thiểu nhờ vào pha lập công của Mbappe. 16 điểm tuyệt đối sau lượt trận đầu tiên của vòng loại giúp Pháp chiến trẻ trên ngôi đầu của bảng đấu và có thêm sự tự tin trước khi đợt tập trung tiếp theo diễn ra. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023 là giai đoạn đội tuyển Pháp đã giải quyết xong vòng loại Euro cũng như các trận giao hữu quốc tế. Họ bắt đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Ireland. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã để thua trước nước chủ nhà Euro 2024 Đức với tỷ số 1-2 trong một trận giao hữu mà họ mới là đội tuyển sút trúng đích nhiều hơn. Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo đội tuyển Pháp bằng cú đúp đẳng cấp trong chiến thắng của Le Bleu trước câu lạc bộ da cam. Tổng cộng sau 2 lần chạm trán tại vòng loại, tiền đạo sinh năm 1998 đã ná vào lưới đội tuyển của Virgil van Dijk tới 4 bàn, một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cũng đã thuộc về tay gà trống gành gô loa. Họ đã khép lại vòng loại bằng trận hòa duy nhất trước Hy Lạp, khi mà trước đó đã có một màn hủy diệt không thương tiếc trước đội tuyển Gibraltar với 14 bàn thắng. Một ngày mà cầu môn của đội bóng nhược tiểu đúng nghĩa trở thành bia tập sút cho các ngôi sao của tuyển Pháp. Kết thúc vòng loại, Pháp đứng đầu bảng B với tổng cộng 22 điểm, cùng hiệu số dương 26, qua đó ngang nhiên tiến tới vòng chung kết tại Đức với ngôi đầu bảng đấu. Ở vòng chung kết Euro 2024 sắp tới, những lá thăm may rủi đã đưa á quân thế giới vào bảng đấu tử thần với sự xuất hiện của 3 đội bóng rất khó chịu là Ba Lan, Hà Lan và Áo. Đoàn quân của Didier Deschamps rõ ràng sẽ phải có sự thận trọng nhất định tại bảng đấu này nếu không muốn nhận trái đắng. Tuy vậy, nếu vẫn duy trì được phong độ như tại vòng loại, một tấm vé đi tiếp có lẽ sẽ không quá khó khăn đối với Kylian Mbappe cùng các đồng đội. Tại kỳ Euro 2020, đội tuyển Pháp đã phải sớm dừng bước ở vòng knockout, nhưng sau đó họ đã có những bước tiến mạnh mẽ. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc họ lọt vào trận chung kết World Cup 2022, gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Hiện tại, đội tuyển Pháp sở hữu một đội hình có chiều sâu với nhiều lựa chọn ở các vị trí khác nhau, tạo nên sức mạnh tấn công áp đảo trước mọi đối thủ. Kylian Mbappe, cầu thủ vừa gia nhập Real Madrid, tiếp tục là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Pháp, được đặt nhiều kỳ vọng trên hàng công. Với một đội hình đầy rẫy những ngôi sao, đội tuyển Pháp chính là ứng cử viên vô địch cạnh tranh với đội tuyển Anh. Tại bảng D, Pháp được đánh giá cao nhất cho vị trí dẫn đầu để tiến tới vòng knockout. Đội tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Koeman thường chơi bóng dài trước các đội mạnh và chiếm ưu thế cầm bóng trước các đội yếu hơn. Hà Lan sở hữu hàng phòng ngự chất lượng với những cái tên như Virgil van Dijk, Nathan Ake và Dumfries. Huấn luyện viên Koeman rất giỏi trong việc ứng biến, giúp câu lạc bộ da cam tiếp cận mỗi trận đấu một cách tốt nhất và có thể gây khó khăn ngay cả cho đội tuyển Pháp. Đội tuyển Áo đã đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại giải đấu số 1 châu lục cấp đội tuyển quốc gia và cũng là lần thứ 4 trong lịch sử. Xét về thành tích và đẳng cấp, đội tuyển Áo tỏ ra thua kém hoàn toàn so với hai đối thủ lớn. Tuy nhiên, họ luôn là một đối thủ khó chịu đối với các đội bóng mạnh. Hơn nữa, vòng chung kết Euro 2024 với thể thức cho phép 4 đội có thành tích xếp thứ 3 tốt nhất lọt vào vòng tiếp theo, giúp đội tuyển Áo có cơ hội đi tiếp nếu thi đấu đúng với khả năng của mình.
Điểm mạnh của đội tuyển Áo nằm ở hàng viện vệ tấn công với sự hiện diện của các cựu binh như Sabitzer, Leimer và Baumgartner. Họ sẽ chịu trách nhiệm kết nối và ghi bàn. Để đảm bảo tiến xa, đội tuyển Áo cần phải đặt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng nhất có thể trước các đối thủ dễ chơi. Đội tuyển Ba Lan, dù là khách quen thuộc của sân chơi Euro với 3 lần tham dự trước đó kể từ Euro 2012, đã có một chiến dịch vòng loại khá thất vọng. Họ xếp ở bảng đấu được đánh giá là có đủ khả năng giành một trong hai tấm vé chính thức với đối thủ đáng gờm nhất là Cộng hòa Séc, nhưng chỉ có được vị trí thứ 3 và phải giành vé qua con đường playoff. May mắn thay, Ba Lan vẫn thể hiện được cái duyên của mình tại Euro khi lần lượt đánh bại Estonia và xứ Wales để góp mặt ở lần thứ 4 liên tiếp tại giải đấu này. Dù Robert Lewandowski, ngôi sao hàng đầu của họ, không còn giữ được phong độ cao như những kỳ Euro trước đây, các đối thủ vẫn không thể chủ quan trước đội bóng Đông Âu này. Đến với kỳ Euro lần này, Didier Deschamps mang đến một lực lượng khá hùng hậu với đầu tàu là Kylian Mbappe cùng các ngôi sao khác đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo câu lạc bộ ở mùa giải vừa qua. Rõ ràng thêm một lý do nữa để các cổ động viên yêu mến đội tuyển Pháp có thể tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ làm nên một chiến tích rực rỡ trên đất Đức vào mùa hè tới đây sau khi không thể xưng vương tại World Cup 2022. Đội tuyển Pháp đang chuẩn bị cho Euro 2024 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Trong hành trình đó, William Saliba, Aurélien Tchouaméni và Olivier Giroud được dự đoán sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến dịch trên nước Đức sắp tới. Đầu tiên, hãy cùng nói qua đôi chút về trung vệ thuộc biên chế Arsenal. Chẳng phải ngẫu nhiên mà pháo thủ lại sở hữu thành tích thủng lưới ít nhất Premier League mùa giải 2023-2024. Sự ăn ý giữa bộ ba William Saliba, Gabriel Magalhaes và David Raya đã giúp đội bóng Bắc London liên tục đứng vững trong nhiều trận đấu. Trong đó, Saliba là nhân tố nổi bật nhất với khả năng đọc tình huống xuất sắc và sự quyết đoán trong các pha bóng tay đôi. Với tốc độ và sức mạnh vượt trội, ngôi sao 23 tuổi có thể đối phó tốt với những tiền đạo nhanh nhẹn và giàu thể lực. Hiện tại, anh có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lệch trái lẫn trung vệ lệch phải, giúp đội tuyển Pháp có nhiều phương án hơn trong việc tổ chức hàng thủ. Dù mới chỉ thi đấu cho Real Madrid kể từ mùa giải năm ngoái, tuy nhiên, Aurélien Tchouaméni đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu tại La Liga. Với thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, cầu thủ người Pháp giảm áp lực lên hàng thủ bằng cách cắt đứt tất cả các mối nguy hại ngay từ tuyến giữa. Anh cũng rất giỏi trong việc đoạt lại bóng và phát động phản công nhanh bằng khả năng chuyền bóng ở mức tốt. Không chỉ mạnh mẽ trong phòng ngự, Tchouaméni còn có khả năng tham gia tấn công hiệu quả. Anh thường xuyên có những cú sút xa trái phá, tạo ra mối đe dọa từ xa cho khung thành đối phương. Tại Euro 2024, ngôi sao thuộc biên chế Los Blancos hứa hẹn sẽ là trái tim của tuyến giữa đội tuyển Pháp. Bởi dù máy quét thương hạng N'Golo Kanté đã trở lại, nhưng tuổi tác chắc chắn hạn chế đi lối chơi thiết về sức mạnh của một tiền vệ phòng ngự. Dù đã bước qua tuổi 36, Olivier Giroud vẫn là một phần không thể thiếu của lớp lờ. Kinh nghiệm và khả năng săn bàn của anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội tại Euro 2024. Giroud nổi tiếng với khả năng dứt điểm đa dạng, nổi bật nhất trong số đó là đánh đầu. Anh có thể tận dụng tốt các đường tạt bóng từ hai cánh và những tình huống cố định để ghi bàn. Đừng quên rằng cựu tiền đạo pháo thủ vẫn đang là chân sút tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp với 57 bàn thắng. Giroud đã trải qua nhiều giải đấu lớn và tích lũy không ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh hiểu rõ cách thức đối phó với áp lực và có thể giúp các đồng đội trẻ xử lý những tình huống khó khăn trên sân. Với dàn nhân sự hiện tại, việc sử dụng con người lẫn đưa ra chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ quyết định đến số phận của đội tuyển Pháp tại giải đấu lần này. Rõ ràng sau thành tích tại Euro 2020 và World Cup 2022 vừa qua, ngoài vấn đề về trình độ lẫn phong độ, Le Bleu cần phải có thêm một chút may mắn song hành để có thể nghĩ về việc bước lên đỉnh châu Âu mùa hè năm nay. Sau khi lão tướng kỳ cựu Hugo Lloris tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, huấn luyện viên Didier Deschamps đã triệu tập ba thủ môn Alphonse Areola, Brice Samba và Mike Maignan cho chiến dịch lần này. Không cần phải bàn cãi, thủ môn thuộc biên chế AC Milan chắc chắn là cái tên đẳng cấp nhất trong số đó. Bản thân thuyền trưởng 55 tuổi cũng đặt chọn niềm tin vào Maignan khi bảy trận đấu gần nhất của đội tuyển Pháp chứng kiến anh bắt chính đến 5 lần. Năm nay 28 tuổi, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu chắc chắn là Maignan có thừa và đó chính xác là những gì Le Bleu cần cho vị trí người gác đền. Đội tuyển Pháp có rất nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng hậu vệ. Tuy nhiên, theo Hernandez, William Saliba, Ibrahima Konate và Benjamin Pavard xứng đáng được ra sân ngay từ đầu. Tất cả họ đều có một điểm chung là dù câu lạc bộ có thi đấu như thế nào, cả bốn cái tên kể trên đều biết cách tạo dấu ấn của riêng mình. Nếu bộ đôi đến từ Serie A, theo Hernandez và Benjamin Pavard để lại ấn tượng từ những giải đấu quốc tế trước đó như Nations League mùa giải 2020-2021 hay World Cup 2022, thì hai đại diện của Premier League đã thể hiện tốt trong màu áo câu lạc bộ chủ quản. Bên trên hàng tiền vệ, cuộc cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn.
cả những thông tin đáng chú ý về đội tuyển Pháp ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Đường Tới Euro 2024. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn trên kênh MyTV Football. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.